Ngày 11 tháng 10, trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu tổ chức lễ trao học bổng và tri ân Quỹ Giáo dục Fuxi Nhật Bản năm học 2024-2025. Đến dự có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn. Tại buổi lễ, trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu đã trao 80 suất học bổng Fuxi năm học 2024-2025 cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi, mỗi suất trị giá 2 triệu 800 ngàn đồng do Quỹ Giáo dục Fuxi tài trợ. Thay mặt nhà trường, đại diện ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu đã gửi lời tri ân chân thành đến Quỹ Giáo dục Fuxi đã luôn đồng hành cùng nhà trường trong suốt thời gian qua, giúp cho rất nhiều em học sinh khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tập, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ, hợp tác, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là sự đồng hành của Quỹ Giáo dục Fuxi. Qua đó, kịp thời động viên, giúp đỡ, tạo động lực cho các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong học tập.